ok chúng ta lại gặp nhau qua cái màn ảnh nhỏ của kênh trải nghiệm tv chúc tất cả anh em một ngày thật là vui vẻ nè hôm nay mình vào trong đây mình sẽ làm hai sự kiện chính đó là hai sự kiện người ta đã làm rồi nhưng mà mình chưa có làm thì mình sẽ vào làm muộn nha và chia sẻ cho những anh em nào mới vào chơi những anh em nào chưa biết thì có thể vào trong đây tham khảo và chia sẻ nha đây là con game lock container thì hôm nay mình sẽ nâng cấp bet và đi mua vũ khí whip nhất tại server luôn các anh em thấy nóng không thì đầu tiên mình sẽ vào nâng cấp bếp trước thì vào thú nuôi nè thì mình không có cái gì ngoài những con gác hết các anh em thì mình sẽ nâng cấp cái con này lên cho nó thành cấp 2 thử coi nó có biến hình hại nó sẽ như thế nào không thì khi nâng cấp người ta yêu cầu các anh em là phải có những cái nguyên liệu đây mình sẽ vào nguyên liệu cho các anh em xem khi vào nguyên liệu đây người ta sẽ có những cái nguyên liệu này đây đây cái trứng là mâm mâm gì mình không biết rồi tới đây nữa nè đó cũng mâm luôn và tiếp theo đó là ly pha và tiếp tục mình vào mình nâng cấp và một lát nữa thì mình sẽ đi mua vũ khí vip nhất tại cái event lần này nha thì event lần này người ta đã cho các anh em một cái cơ hội để sử dụng được vũ khí vip đang vô nâng cấp thú mà tàn giới thiệu vũ khí quà năm tiếp theo đó là mình sẽ nâng cấp cái con mà đi theo mình lâu nhất ngay thời điểm hiện tại đó là anh cung đâm già anh cung đông già này mình sẽ nâng cấp cho anh lên là maximum cấp 4 luôn Đây Đó thấy không Nâng cấp maximum lên cấp 4 luôn Quá êm Như vậy là mình đã tiến quá được thành công luôn nha các anh em Đây mình đã tiến quá được một cái con cung đâm lên thành công luôn Các anh em thấy sao Cực kỳ đẹp không Nó Sẵn đây mình đó mình sẽ trang bị lên cho các anh em xem nè Trang bị lên nè Mình ra mình cho các anh em xem nè Đó Cái con cung đâm mình đâu rồi Chạy đâu rồi Các anh em thấy khác không Khác một trời một giật nha Hôm nãy thì mình nâng cấp thử những cái con bét gác á Thì nó cũng không có gì hấp dẫn Thì mình đã nâng cấp cái con cung đâm của mình Thì nó lên rất là đẹp luôn Đây Các anh em thấy không Mình bấm vô chữ máu thôi Coi nó xem sao nha các anh em Phải cần là ly phe nhân 10 Tiếp tục thì mình sẽ nâng cấp cái con nhện nha các anh em nâng cấp nhện lên nó coi nó được cái gì nha a à đù cực kỳ luôn các anh em ạ à. nâng cấp con nhện lên là các anh em thấy nó hầm hố không nhìn con nhện rất là hầm hố luôn các anh em đây đó quay một vòng coi cái đầu như su goku vậy mà có cái chân thì hơi sai sai chút xíu còn mình đánh cái quả đầu này mình đánh giá cao cái quả đầu này nha quả đầu như su goku vậy các anh em nó cực kỳ hồng đây mình sẽ vô cho các anh em xem cái con cung đâm này nâng cấp lên rồi nói chung là rất là đẹp rất là đẹp luôn quá đẹp cho một cuộc tình luôn nha và wow. trong khi thời gian thưởng số liệu thống kê sẽ được nhận với 20 nè thời gian thưởng còn lại là 29 ngày 23 giờ 58 phút như vậy là nó chỉ cho mình sử dụng được 30 ngày nâng cấp sau khi hết 30 ngày này nó sẽ tự mắc nó sẽ tự về vị trí ban đầu để cho các em nâng cấp lên lại nha không biết có nâng cấp vĩnh viễn hay không mà trước mắt người ta cho mình tới 30 ngày là như vậy thì đã quá ngon rồi các em à ở đây cũng vậy người ta sẽ cho mình nâng cấp 30 ngày nếu mà mình không trang bị lên không biết nó có mắc không ta chắc nó không mắc đâu các em, chờ nào mình trang bị nó mới mắc nha và vấn đề tiếp theo đó là một số anh em hỏi mình kiếm vũ khí full, đồ full tại cái con game mulot lót này là kiếm bằng cách nào và kiếm ra sao thì hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn sau khi mình lợi dụng cái event này để mình chạy hết lấp nhất có thể là mình chạy đứt dép luôn thì chúng ta có thể chạy cái liver cao để nhận gương hoặc là farm quái để nhận gương nhận gương để làm gì nhận gương các em mở ra những cái chỉ số là hên xui nhiều khi nó ra gu ra bơi ga ếch ra bùa các kiểu nhưng mà nó sẽ ra những cái bảy sắc cầu vòng là những cái quy hiệu này đây những quy hiệu này chúng ta có thể đổi ra những món đồ web những món đồ web đó nằm ở tại cái shop gu Tại sao nằm ở shop gu mà lại có những cái món đồ đó ở đây mình sẽ vào đây các anh em thấy không Một cái vũ khí nó lên là 1.000 quỷ hiệu Và 500 quy hiệu là một món đồ Mình tổng cộng mình có bốn món đồ thằng để kích phun Thì các anh em phải kiếm cho mình là 2.000 Thêm cái vũ khí nữa là 3.000 hiệu màu đỏ này Thì các anh em có thể là mua được những món đồ web Đây mình sẽ vào cho các anh em xem Đây món đồ này web được cho Nhiều đây đủ web cho các anh em chứ mình thấy như đây là quá quyết luôn đó. Và những món đồ này nó sẽ cho chúng ta là ga Gundam là nó ga tùy ý huynh, nó không có ga những cái mặc định là full dòng như vậy. Muốn ga như thế nào thì ga chứ không phải là bấm dùng cái là nó sẽ ra đầu full liền. Nhưng mà nó sẽ có những dòng hỗ trợ như vậy để cho các anh em thấy bắt mắt và cuốn hút hơn. Đó là những cái thông tin mà mình cần chia sẻ cho các anh em. Vì hai vấn đề là các anh em hỏi mình nhiều nhất là nâng cấp bếp ra làm sao và những nguyên liệu thì mình đã có nâng cấp rồi và các anh em muốn mua được vũ khí full đó, thì các anh em hãy chạy cho mình cái event này hết lốc nhất có thể là chạy nhiệt tình treo sáng đêm luôn hôm nay mình cũng có treo nhưng mà số mình nó đen như mỏm chó đời không như là mơ các anh em mà à. bữa nào treo được á, thì máy nó hết pin còn bữa nào mà treo được á, thì bị lan văng ra ngoài còn khi mà không lan không hết pin á thì bị bk dành chỗ các anh em thấy không đời không như là mơ luôn và đó là những chia sẻ kinh nghiệm của mình để dành tặng cho những anh em nào mới chơi mới tham gia vào cái con đường mưu nghiện ngập này thì các anh em có thể chơi một cách thoải mái nhất hiện giờ thì mình cũng đang cài ven rất là tấp nập các anh em thấy không Mình muốn là full cây full cây hết nhưng mà không có thể lấy nào mình chỉ còn dọn dạng có mấy trăm quái nữa thôi là mình sẽ được 12 gương 25 gương và một thẻ để một thẻ Master 300 nè và bên đây 27 gương nói chung là rất là nhiều nhưng mà cuộc tình nó lỡ dở các anh em ạ à, không có thời gian để cài hết nên những em có thể vào trong đây kiếm cho mình những bãi quái map cao đồ nhất có thể các anh em mở gương ra như mình đây mình hôm nay mình tích được 39 gương 39 gương thì các anh em mở ra với một số là kha khá luôn đây mình đã có những cái bãi sắt cầu dòng đây cái màu đỏ thì mình được 106 nè rồi màu xanh là 83 rồi màu cam 107 đồ 107 rồi 67 112 dân dân và may may nha còn gu mình lên tới là 1341 mà 1341 này không biết bán được cái gì đây các anh em ạ à. không biết bán được cái gì luôn những em nào có mua gu ủng hộ mình đó thì hãy vào đây inbox vào trong dùng kính nha các anh em thì mình sẽ thỏa thuận và buồn bảng cho anh em gu luôn kiếm bơi các anh em ạ, à. kiếm bơi để làm những cái chuyện mà không ai ngờ tới luôn nha các anh em. Và video chia sẻ của mình dành tặng cho những em nào kiếm đồ full và nâng cấp pet sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video nhíp lần sau. Bye bye.